Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 28 tháng 2 năm 2024. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý anh chị. À, quý anh chị mình chọn lựa được cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522, cũng là số kết Zalo luôn nha. Thì đối với những cây nhỏ về em sẽ đóng nguyên bầu cho quý anh chị ha. Bên em giao hàng toàn quốc và bên người mua trả tiền ship giùm em nha. Rồi, bắt đầu bằng cây số 1. Cây số 1 là cây đỏ đen nha quý anh chị. Size bông to hai lớp ha. Cây này phân tàn rất là tốt, có xả tàn luôn rồi nè, có đôn cũ luôn nha, cũ đẹp. Rồi cây số 1 này là giá 70, cây số 1 giá 70 nha. Mấy cây này già lắm quý chị, vì mình đưa vô chậu là nó lớn ha, cũ này đẹp luôn nè quý chị. Cũ rất là đẹp ha. Có đôn lên, có cắt tỉa rễ luôn rồi, cây số 1 này là giá 70, hoa rất là đẹp nha. Rồi số 2. Cây số 2 là cây hồng sọc. À, 3 lớp nha, 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, hoa bung căng hồng sọc ha, 3 lớp, cây phân tàn 3 nhánh, củ bằng cầm tay em bé nha. Cây này lứa sau, thì cây này 70 nha quý chị, cây số 2 chắc 70 ha. Cây số 3, cây số 3 là cây nền vàng sọc đỏ, cánh hoa dày ha, sai bông to, hoa bung căng. Cây này củ bằng cầm tay nha, củ bằng cầm tay, nước cái chỗ em phèn nè quý anh chị, phèn mà nó đóng trên cái cây luôn ha. Tại cái đám ruộng đó em múc và tưới nước, lấy nước từ đó tới bởi nó bị phèn dữ thiệt. Rồi cây số 3, cây số 3 giá 70 nha quý anh chị, cây số 3 giá 70 ha. Cây này bông đẹp, cây phân tàn hai nhánh thôi nha, cây số 3 giá 70. Cây số 4. Cây số 4 là cây vàng lem nha quý chị. Vàng hồng ha. Rất là đẹp luôn. Nhìn cũng rất là màu đen nha. Cây này là chuyển hồng chắc ăn rồi, nhìn nó là mới trổ ra là nó đã vàng hồng rồi nha. Vàng hực hở luôn. Rồi, cây số 4 này nhỏ nha quý chị, cỡ ngón giật cái thôi. Cây số 4 này là giá 70. Số 4 giá 70 nha. Hoa rất là đẹp, màu rất là ngọt luôn ha. Vàng hồng. Rồi cây số 4 70. Cây số 5. Cây số 5 là cây hồng lem. Hồng trắng nha quý chị. Hoa cũng rất đẹp nha. Hồng trắng. Size bông trung bình lớn, hoa trổ cũng rất đẹp. Rồi cây số 5 này giá 70 luôn. Số 5 giá 70. Cây số 6 là cây bông siêu to. Cái này nền hồng lem đỏ, size bông rất là to nha quý chị. To thật là to ha. Cánh hoa dày, hoa bung căng. Cuốn ngắn ngủn luôn nha. Cây phân tàn 4-5 nhánh, củ bằng cầm tay em bé. Cây số 6 này là giá 70. Cây số 6 giá 70 nha. Rồi cây số 7 đẹp lung linh, đỏ thật là đỏ ha. Đỏ thật là đỏ luôn. 4 lớp nha, 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp. Trổ sấy rất là đẹp luôn nè. Trổ sấy rất là đẹp ha. Cây này phân tàn được 2-3-4 nhánh nha quý chị. 4 nhánh, củ cũng cỡ cầm tay em bé thôi ha. Cây số 7 hoa rất là đẹp, hoa bung căng màu đỏ 4 lớp. Rồi cây số 7 này là giá 150.000 nha, 150.000. Đỏ này đỏ viền đen nha, em coi thơm không? Không có thơm nha, làm như lúc này nó không có thơm quý chị. Xứ làm như nó có lúc nó thơm nha, có lúc không thơm. Hoa rất là đã nha, 4 lớp luôn mà hoa bung rất là đã luôn. Rồi cây số 7 này là giá 150.000. Rồi cây số 8. Hồng gân nha. Hồng gân 3 lớp luôn. 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp. Hồng gân chính giữa có sọc đỏ luôn. Cuốn ngắn đứng qua. Hoa bung căng. Hoa trổ cũng sấy oxy luôn ha. Sấy oxy luôn rất là đẹp. Rồi cây này 100.000, cây số 8 100.000 nha, phân tàn được 4 nhánh ha. Bộ lá đẹp luôn nè quý anh chị. Bộ lá đẹp luôn ha. Cây số 8. Cây số 8 giá 100. Rồi tiếp tục là cây số 9 nha. Cây số 9 là cây dòng đại mỹ nhân. Cây này đẹp rực rỡ luôn ha. Trắng đỏ rõ nét nha. Cây nết của cái giống này đó là nó rất là sáng màu nha quý chị. Rất là sáng màu, củ nuôi cũng mau lớn nữa nha. Và cũng rất là nhảy bông luôn. Rất là nhảy bông ha. Cây số 9 này là giá 150.000. Cánh rất là dày nha quý chị. Cánh rất là dày luôn ha. Phân tàn tốt.
Mùa này là nó thiếu phần nó vàng lá, chứ mùa này không có bị bệnh nấm bệnh nha quý chị, ít lắm. Nếu quý chị tưới giá sáng là sẽ không có bị bệnh nấm lá luôn nha. Rồi cây số 9 này giá 150 ha. Mùa mưa thì cỡ nào cỡ cũng phải bị nấm lá, kỹ cỡ nào kỹ ha. Cây số 10. Cây số 10 là cây màu vàng lem nhem, vàng vàng sọc hồng. Sọc hồng ở trong là đỏ ha. Đỏ đen. Sai bông cũng to nha quý anh chị. Màu vàng này là vàng đậm, thật là đậm ha. Cây phân tàn được 2 4 5 nhánh chuẩn luôn. Phủ bằng cầm tay nha. Cây số 10 này là giá 300.000. Cây số 10 giá 300 nha quý anh chị. Cây hoa rất là đẹp. Cây này đẹp mê ly luôn ha. Cây này nuôi lớn thôi nó nổ cho mà thấy. Rất là giá trị nha. Mấy cây này quý anh chị nuôi lớn là rất là giá trị luôn nha. Cây này cũng không thơm, làm như lúc này nó không thơm quý anh chị. Có lúc cây nào cũng thơm ha, lúc này nó không có thơm nha. Rồi cây số 10 cũ bằng cầm tay luôn nha. Cầm tay em bé nha quý anh chị. Cây này bộ lá đẹp luôn nè. Cánh rất là dày nha, cánh rất là dày. Đó. Cánh rất là dày luôn nè. Rồi, màu vàng. Vàng tím ha. Cái vàng đỏ quý anh chị, vàng đỏ đen. Rồi cây số 10 này giá 300.000, hoa rất là đẹp. Cây số 11 nha. 11 là cây tím nâu lem nhem. Cây này thì ngộ cốt nha. Ngay chỗ này nó thiếu nước. Thiếu nước, nhiều quý anh chị trồng cho nó chăm sóc nó nước đồ lại là nó ngon lành lại nha quý chị. Tại tưới ngoài vàng thì nó có chỗ nó bị thiếu nước nha, gió nó tạt. Rồi số 11 là giá 100 nha quý chị, 11 cho 100. mười hai đơn giản nhưng mà đẹp nha. Cây này quý anh chị nuôi lớn thì thôi khỏi chê, cánh chuồn chuồn luôn, cánh nhọn nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn, anh chị nhìn thấy rất là đẹp ha. Rồi cây này cũ bằng ngón giọt cái thôi nha. Cây phân tàn được 3-4 nhánh bên dưới. Cây số 12 này giá 100. Cây này thì đẹp khỏi bàn luôn à, rất là đẹp ha. Rồi cây số 12 này giá 100. Thấy nó đơn giản chứ cây này nuôi lớn là đẹp lắm luôn. Màu sắc nó rất đẹp ha. 13. Cây 13, cây này 200.000 nha quý chị. Cây này là 4 lớp trắng nha. 4 lớp trắng mà 6 cánh ha. 1 cánh nè, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh. Lớp trồng cũng 6 cánh luôn. 4 lớp. Cái này quý chị nuôi lớn là rất là modern luôn nè. 3 lớp mà 4 lớp nha quý chị. 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, với lớp trong này 4 lớp nè. Cánh rất là dày nha, trắng tinh 4 lớp. Cây phân tàn cũng khỏi chê luôn. Phân tàn cả chục mười mấy nhánh luôn nè. Củ này bao nuôi bao lớn luôn quý chị, cũng rất là ngắn nha, ngắn ngủng luôn. Bông trắng này không phải dễ kiếm nha. Rồi, cây số 13 này giá 200. 13 giá 200 nha. Không thơm luôn. Rồi đúng rồi, chắc mùa này nha quý chị ơi. Rồi cây số 13 này là giá 200. Cây 4 lớp mà 6 cánh nha. Rất là đẹp, không biết bông sao nó sao chứ bông này là nó ngon lành ha. 14. Vàng hực hở luôn nha. Vàng hực hở luôn, 2 lớp. Vàng rất là đã luôn, vàng ngọt luôn nè. Vàng này vàng như bông mai. Cái này thì vàng đậm hơn, cái này thuộc về vàng nghệ, còn cái này là vàng tươi nha quý chị. Vàng rất là đẹp. Cây này vàng ở trong này nó có tím nha, còn lớp này thì nó vàng full màu. Nó nhìn rất là modern ha. Rồi cây này một cốt thôi nhưng mà bông thì xuất sắc, cánh hoa dày, cánh hoa dày ha. Bung căng. Cây số 14 này là giá 200.000. 14 giá 200 nha quý chị, cây này nuôi lớn thì khỏi chê. Cánh rất là dày luôn nha. 14 giá 200. 15. 15 là cây hồng tím. Rất là đẹp luôn, hồng tím. Nền hồng sọc đỏ nha. Hai lớp. Sai bông to, cánh hoa dày luôn. Cây này cuốn ngắn ha. Cuốn ngắn đứng qua, cây này ba nhánh nha. Cũ bằng cầm tay em bé. Cây số 15 này là giá 70. 15 giá 70 nha quý anh chị. Rồi 16 nha. 16 là cây giống con đại mỹ nhân. Hai lớp nha. Hai lớp. Cây phân tàn 3 nhánh, cũ bằng cầm tay em bé nha. Cây số 16 này giá 70. 70 nha quý anh chị.
uống ngắn ha. Rồi cây số 16 này là giá 70. Cây số 17 nha. Cây số 17 là cái cây dòng của thằng sao Noel. Cây này cái lứa sau cho nên cái hoa nó chuẩn hơn rồi nè quý anh chị. Cuốn ngắn ha, đứng hoa đàng hoàng. Cái đợt trước hoa nó trổ cũng rất là dễ, rất là đẹp, nhưng mà cái cuốn nó hơi dài nha. Cái lứa này nó chuẩn hơn nè. Cuốn nó ngắn ha. Cái cây này phân tàn 4 nhánh, củ cũng to bằng cầm tay bé nha. Rồi cây này giá 150.000. Hoa rất đẹp nha. Hồng trắng, hồng viền trắng 3 lớp, cây này nuôi lớn thôi. Khỏi chơi ha. Cây số 17 này giá 150. 18 ha. 18 là cây dòng đại mỹ nhân. Này trắng đỏ, đỏ rất là đỏ nha. Đỏ môi son luôn, đỏ rất là đậm ha. Trắng rất là trắng. Cây phân tàn được bằng 2 nhánh luôn nha, củ bằng cầm tay bé luôn, sai bông to, hoa buông căng, cánh hoa dày. Cây số 18 này là giá 150.000 luôn nha quý anh chị. Quý anh chị thấy đại mỹ nhân với sao Noel đó nó trổ là nó rất là sáng màu ha. Rồi. Cây số 18 này là giá 150.000. Rồi tiếp tục là cây số 19 nha. 19 là cây đỏ nhung viền tím luôn nha. Dòng của sao Noel, đỏ nhung viền tím. Cây này phân tàn được 3 nhánh nha, củ cũng bằng cặp tay em bé luôn. Rất là đẹp nha quý anh chị. Nói chung là hoa này cũng rất là giống cái bông hồi qua bán 200.000 nha, nhưng mà cái bông này thì nó nhỏ hơn. Cái bông nhỏ hơn quý anh chị, cái gì nó cũng nhỏ hơn nữa ha. Rồi cây số 19 này giá 150 nè, 19 giá 150. 20. Lâu lắm luôn mới có lại được cây tím mà tím thật ra là nó hết luôn rồi quý anh chị ơi. Tím rất là đẹp luôn, cây tím này rất là đẹp nha. Tím full màu. Tím full màu 3 lớp nha quý anh chị. Cây này nó đặc điểm nó nhả màu cũng rất là tốt. Cây này mới lụm ngoài vườn vô mà cái bông nó nhả màu rất là đẹp luôn nè. Nhả màu rất là đẹp ha, khó được cây tím nào nó nhả màu được đẹp vậy nha. Mới trổ ra là tím đang thùi lùi. Sau đó là nó nhả màu ra nhìn có gân. Nha quý anh chị. 3 lớp ha. 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp nha. 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp luôn. Cây phân tàn rất là tốt, củ to, lứa này thì nói chung là hết luôn rồi. Đó, một vài cây thôi. Quý chị nào thích tím thì nên sưu tầm một cây về chơi nha, cây này 3 lớp. Rồi cây 20 này giá 200.000. 200.000, hồi xưa quý chị muốn có được cái cây này phải giá từ 700.000 trở lên nè quý chị. Lúc đầu là 1 triệu luôn đó nha. Mấy năm trước phải nói màu tím là bán là mê luôn quý chị, giờ mình mua hạt tím gieo không có lời luôn nha. Hạ tím quý anh chị mua về tới Việt Nam rồi là nó khoảng 20.000 một hạt đó quý anh chị. Tỷ lệ mình gieo lên khoảng 70%. Rồi nó ra tím mà được. Để đạt là khoảng 30% ha. Thôi là trồng không có lời luôn á. Cây số 20 này là giá 200 nha. Bây giờ em không có gieo hạt tím nữa. Nói chung là bỏ tím luôn rồi đó. 21. 21 nha. 21 cũng là một cây tím. Tím một lớp nha, hồng vàng ở trong nó có cái hoa ha, hoa văn màu đỏ nè. Rồi cây này cũng củ to, tím nó đặc điểm nó cũng đẹp nữa quý chị, củ đẹp lá đẹp ha. Có một cái là nó trổ ngoài nắng thì nó dở thôi, nếu mà đem vô mát thì nó ngon lành. Rồi cây số 21 này là giá 100. 21 giá 100 ha. Đây cây 22 này cũng rất là tuyệt vời nha quý chị, chơi như hai bông luôn nha. Dòng tím đọc tím, tím đọc tím ha. Đây mới trổ ra thì tím full màu. Rất là đẹp luôn. Sau đó chuyển ra cái màu đỏ hồng rất đẹp nè quý anh chị ha. Có cái tím kia thì nó sẽ ra tím than nha. Còn cái này ra màu đỏ hồng rất là đẹp nè. Rất là đẹp luôn ha. Đây, đỏ mới đầu đỏ đậm lần lần ra đỏ hồng hồng. Rất là lạ luôn, nổi cái bông mà nó màu này không cũng màu đen nè quý anh chị. Nếu cây sứ mà trổ ra cái màu này không nhìn cũng lạ mắt, màu đen luôn ha. Rồi, cái này giá 100 luôn nha quý chị. Cây số 22 này củ bự tàn nhiều luôn, lứa đầu luôn. Cây này giờ đưa vô chậu nào trồng cũng được luôn nè. Rồi cây số 22 này là giá 100. Rồi hôm nay em có 22 cây. Quý chị chọn lựa được cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522, cũng là số kết Zalo. Cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.